cho anh một tràng thân ái. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đang sống trong một môi trường bị ô nhiễm do rác thải gây ra một cách trầm trọng. Trong đó rác thải do vỏ chai nhựa và túi ni lông chiếm tỷ trọng cao. Những rác thải này đã làm cho một số nơi trên thế giới phải gánh nhiều hậu quả nặng nề như ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất ở, vân vân. Sự ô nhiễm đó đã cho những đứa trẻ đầy nhiệt huyết như chúng tôi muốn làm những gì để có thể giúp cho môi trường sống của chúng ta thêm xanh sạch đẹp hơn. Stop, you can make a bitch twerk.